Là siêu cuối cùng trong buổi show mắt ngày hôm nay. Vâng, sẽ đấu cuối cùng và chúng ta đang tạm thời để thua tỷ số là 0-1. Với quân bài Persian Shipboard đánh thẳng cùng A rất hợp lý. Vâng, quân nào? Cho son, vẫn là cho son. Vâng, Kata Baby và cho son vì quân là cân trận này. Vâng, cân tràn giặt luôn đấy. Vâng, cho Vi và Katai Vi tạm thời đối phương có lạc đà, nhưng chúng ta có những con phù rẻ, cái map kiểu một cùng một chém, những con phù có lẽ không có tác dụng nhiều. Cái quan trọng lạc đà thì khắc chế lại công giờ cũng như khắc chế lại ngựa chém. Thì để mà đánh giá khách quan thì cái bù trừ cho nhau thì quân trận này là cân. Và cân không tỉ vết. Một bên là có lạc đà, còn một bên là có những con P rẻ. Vâng, nhưng mà P trong cái thế trận mà kiểu bằng một cùng một chém thì rõ ràng những tên đầu của những người làm phù giờ sẽ là người đẩy chéo. Vâng, lợi thế VP nó không được phát huy trong cái kèo đầu 2 với này này. Bởi mỗi bên đều là một cung một chém. Vâng, thấy thêm bãi quả, nhưng bài này bài một voi đưa về rồi, bãi quả đầu rất sâu. Một cái bãi quả đầu đang cực kỳ xấu cho BB cần cho son trận này. Vâng, may sao chúng ta thấy thêm bãi quả phụ cũng như hưa voi về. Và một voi đưa về, nó giúp cho việc chậm dần của BB sẽ là không quá nhiều trong trận này. Vâng, Quýt, người cầm Baby Lon trận này, vâng, bài đồ ăn là rất khê nha. Vâng, cả hai nhà mình bài điều này đều là những bài sâu. Quả đầu là những bãi quả cực kỳ dốc. 20 dân đến từ Hàm Quýt, và Quýt đang phải sang ăn tranh với game thủ chim sẻ một bãi quả. Vâng, lượng gỗ rồi lấy cũng biết đủ phòng nhà, đang ưu tiên trước bây giờ này trước tiền. Vâng, chim sẻ dường như cũng đang nhận ra điều ấy. Vâng, chim sẻ cũng cắt dân ra, một bài mai thủ đang ôm bom trần lực, hai bị buộc gặp nhau một cánh. Vâng, chim sẻ vừa đóng BG thứ hai thì phải, hay là nhà BB, khả năng cao nhà BB hay chăng. Vâng, nhà BB đến từ chim sẻ rất quai. Vâng, Quýt đang làm tất cả để có thể lên đời trong cái map đấu mà bên mình cảm giác hai nhà đang cực kỳ xấu. Bài của B là bài quả đầu rất xấu, bài Quýt là bài quả đầu xấu, nhưng đồ ăn cũng là không có. Cái bài của B còn chấp nhận được bởi bài B là vẫn có thể lên đời. Vâng, Quýt và chim sẻ. Vâng, chim sẻ cắt ra đi đâu nhỉ? Vâng, Quýt có đi theo hay không? Tôi không cần, Quýt vẫn chưa thể kích hai được. Một cái bài mà map mà Quýt đang cố gắng ôm yếu chim sẻ nàng. Bài mà ông sẻ ông gõ BB khả năng cao, ông sẻ đóng kích hai rồi. Vâng, 28% từ chim sẻ, như vậy chim sẻ cũng đang là người khang đồ. Sẻ vẫn đang đi dò đồ. Vâng, còn Bi bên này thì 9 phút 38, lương thực vẫn đang chỉ là 5 lít. Một cái bài Bi là quả đầu xấu, nhưng ít ra cái bài Bi này vẫn đang chấp nhận được. 23 và 28% và 26% là những tỷ số dò bên kia.
Vâng, BM, BL một bài kích cuối mời cho BB bên kia chim sẻ là người cũng lên được 2. Nhưng quan trọng việc lên 3 chim sẻ sẽ như nào. Vâng, Quýt 25 trên 28. Vâng, lượng thực đang dồn lên một cách cực kỳ nhỏ. Vâng, đang ăn tranh với chim sẻ từng đơn vị thực một. Quýt sẽ để được đời trong trận này sau khi con voi đưa về thành công. Vâng, như là lên được không sớm. Đánh cung bài này cho Gam Quýt. Nhà BA đóng ra rất cao. Vâng, nhà BA đã gõ ra rất cao đợt này và đang cố gắng chắt chiu đưa con voi này về kích đời chúng ta là tốt hơn. Vâng, tối ưu hóa về kích đời, cẩn thận chết dần nào. Vâng, một cái bài này mà rơi vào tay của mình chắc khả năng phải sang tài xỉu 13 đứt. Bài này rơi vào tay kiểu hòa nhà báo chứ cũng là tài xỉu 12 đứt. Quýt vạn đàng như vậy, Quýt cũng là bài kích 12 và tài ăn chặt. Vâng, tài ăn trận này anh em ạ. Vâng, đây rồi, chim sẻ đang bú nguyên được bãi quả. Thảo nào ông chim sẻ ông mới khỏe thế. Vâng, chim sẻ đánh chém gặp màu 7 và chip boy 2 giò đang muốn quay bắt tần dần này. Vâng, 2 giò của chip boy chim sẻ đang muốn tổ chức quay bắt. Vâng, cẩn thận chip boy vào nhà vụt được thoải mái, bởi vì đây là những cái xe nhốt dần. Đây là những nhà bè nhốt dần và chúng ta có quyền vụt. Vâng, tẩu thoát là khoảng tầm 60 gỗ chip boy và giờ chip boy chưa có giáp. Vâng, Quýt sẽ cố gắng. Vâng, Quýt sẽ cố gắng. Mình chết 1, mình chết 10, đối phương cũng phải chết 1 chúng ta này. Vâng, B ra mai 27 đang chọc sang nhà chip boy giờ này. Vâng, 1P gõ ra. Vâng, chip boy vàng chưa bầu với gì cả. Giò B đã có giò đầy đủ con giáp. Vâng, chơi luôn giờ này khi giò chip boy giò chưa có giáp. Hơi mỹ đẹp chút nhưng có lẽ không sao cả. Một pha vé bắt chọn con giò. Đôi mắt của chip boy đã mù. Và chip boy đang những thời điểm tiếp theo có lẽ em Cam Quýt sẽ ổn với những đơn vị ăn hoang của mình. Vâng, khả năng cao chip boy cũng sẽ có một bê thủ và nhà BL thứ hai cho mình. Vâng, Quýt bên này sao? Quýt chỉ cần tam 21 thôi, chỉ cần có cung giờ bán P thôi. Chỉ cần trận này Quýt có cung giờ bán P thôi là điều tuyệt vời nhất rồi. Vâng, vẫn kín bay gỗ vào. Vâng, ăn hoang tầm hưu này có lẽ là bài khoảng tầm 3-2 BA sóc đều thôi là đủ. Quan trọng là Quýt sẽ bán P. Hãy cùng quan trọng IB nào, B đang lọt vào bãi vàng chim sẻ. Vâng, chim sẻ lên bên xe khá nhanh. Cái bài chim sẻ ăn bãi quả kia thì có lẽ chim sẻ lực khỏe. Nói chung là cũng đủ cho chim sẻ lên chiếc lốp xe. Đây dân của Quýt. Vâng, hai nhà đối phương đều là những bài có P. Nhưng quan trọng Quýt trận này gần bùng giờ và thậm chí là khu vực này đang rất nhiều đồ ăn hoang cho game thủ Cam Quýt. May máy Cam Quýt đang đẩy tân đầu đi rồi. Không như vậy máu 3 chim sẻ cũng đang chuyển sang sắp những đơn vị cùng giờ. Vâng, 21 trên 60. Cung giờ đã cung giờ một lượt giáp nhưng đang bị game thủ chip boy đi vào khá gắt, rất gắt trong tình huống này. Vâng, B thì giao ở đây rồi, khu vực và bãi quả. Vâng, chip boy vẫn chưa anh che thời điểm 18 phút trong game. Chip boy đang phải, vâng, phát quân trận lực thì phải. Lực chip boy không hề khỏe. Và tầm này chip boy vẫn chưa lên dòng mình xe. Vâng, vẫn chưa mình che từ chip boy. Và đây khung giờ Cam Quýt đã tới. Khung giờ Cam Quýt đã tới. Vâng, rất nhiều dân của chip boy đang tập trung khu vực này. Chỉ là hai con khung giờ và một con khung tê thôi. Nhưng từng này là đủ. Và ở nhà chim sẻ vẫn đang cố gắng móc may. Nhưng lượng dân chip boy nằm xuống đã là quá nhiều. Chất chạch khoảng tầm 8 con nông dân của chip boy trong tình huống mà cùng giờ phải pha đi ảo. Có pha con dân đi hơi ảo. Sau đây giết xong chip boy chúng ta tạt sang nhà chim sẻ. Tạt luôn sang nhà chim sẻ. Vâng, công sớm công gắt khi bài Quýt là bài kiểu bằng ép quân thôi. Không phải là bài đánh có nhà to khỏe. Vâng, sẽ ép quân trận này. Đi cùng với lượng chém của game thủ BB. Vâng, B8239 đang công pê nhà chim sẻ. Sẻ đang vác phủ rằng vậy. Xin mình xin. B50 máu chưa nhà tham này không tăng. Vâng, đây rồi, cung giờ Quýt đã tới rồi, tuyệt vời. Vâng, tiếp tục là vẫn còn phủ. Đã đang đi sang nhà chim sẻ. Lượng quân chim sẻ không nhiều. Và phủ chim sẻ đã hết. Vâng, Quýt đầu nhỉ. Một trận đấu AB đã là xem 4. 2L vẫn đang ra rất đều rồi. Vâng, Quýt tham này bà. Ý quan trọng nhất là Quýt sẽ phải giữ cung giờ đi bắn P của chim sẻ. Vâng, bắn P là xong. Còn cung giờ thì cũng đủ quý vị không hề ngán. Chip boy là muốn tổ chức quay bắt, tất cả chim sẻ cũng thế, đang muốn lọt vào tên này. Vâng, giết bằng được con P. Vâng, ra lấy thân mình lấp lỗ cho mai, giết con P cho Cam Quýt khỏe. Quýt sẽ là người trổ vào trang. Quýt ạ.
Vâng, Bi. Xin lỗi anh em, Bi sẽ ngồi sổ vào đấy chăng. Vâng, Bi tham lại 35. Như vậy tấn chém đi công, có lẽ chúng ta đang phải rút giật về rồi. Đang phải giật về. Khi mà chim sẻ lượng quân cũng không hề ít đến chim sẻ nàng. Vâng, BL thứ 3. Vâng, chém 4, nhưng mà quan trọng việc chim sẻ vẫn đang có P. Cũng như chip boy có những con đằng nào nó khắc chế lại những con ngựa chém. Vâng, vì vậy Bi vẫn chưa dám lao vào được. Bầu pha đầu quân mà chém 4, nhưng lạc đà chim sẻ đang đi cặp với cung giờ. Cần phải kết hợp với nhau thật tốt trong tuần này. Nó quýt sẽ phải dí teo luôn, hoặc là cần thiết để bảo nhau lùa lùi. Vâng, Bi đang muốn vã thẳng luôn tuần này khi chém đã là chém 4. Và cung giờ quýt đâu nhỉ? Vâng, quýt đến hơi muộn thì phải. Máy can quýt. Bầu pha quýt đến hơi muộn cho dự đính. Có lẽ tuần này sẽ phải lùi. Vâng, quýt cung giờ không hề nhiều. Vâng, quýt chỉ có khoảng tầm 4 con cung giờ thôi. Không hề nhiều cung giờ từ cam quýt. Một tình huống đầu quân trước đấy nó hơi lỗ cho chúng ta, rất lỗ đằng khác. Quýt là bài mà hai BA vắt đều. Vâng, nhà đang đóng tứ tung khắp bản đồ rồi. Chim sẻ có biết còn sân hay không? 8-29. Vâng. Vâng, 3 BL vẫn đang vắt đều, nhưng quan trọng chim sẻ vẫn đang cùng nhà. Đây một tầng Bi đang muốn chơi vào. Một tầng đục vào từ Bi. Còn chim sẻ để map con rất tốt. Chúng ta có thể thấy hôm nay kéo show mắt và không có chiến lượng ngồi sang, nhưng chim sẻ vẫn đang để map con khá tốt trong tầng này. Lượng cung giờ không nhiều. Bi đang tách chém là lọt vào tầng này. Vâng, vừa đuổi theo cung giờ, vừa lọt vào bằng đốn đơn vị chém 4. Chém 4 giáp 4 từ Bi rồi. Vâng, chém 4 giáp 4 nhưng có P. Vâng, có P từ Z-Boy đánh kết hợp với nhau khá tốt được cặp đôi chim sẻ nắng và Z-Boy trong tình huống này. Và có lẽ tuần này Bi sẽ phải lùi. Quýt sao rồi, Quýt đang 3-3, lần này đang lọt vào cái khoảnh ruộng ấm của người Z-Boy. Cái bài này mà để cho Z-Boy ăn chỗ này, Z-Boy sẽ là hai đội siêu siêu đều. Còn Z-Boy đang cố gắng giữ nhau hoàn phủ. Và vẻ khá tốt được từ Z-Boy. Vâng, Quýt đang hồi lại rồi, thao này 32-52. Còn một khoảnh ruộng mà tầm 7 chiếc ruộng ấm. Và những chiếc ruộng cách đúng khoảng tầm nửa móng nhà BE. BE thì việc trả thực về của dân rất là cực kỳ mắc bi. Với từng này ruộng thoải mái cho chim bò có thể phát khoảng tầm 2L không xịt tân nào cả. Vâng, Bi tham lại 31 đang bị chim sẻ đầy. Vâng, cung giờ Baby Lon nhưng khả năng cao đã giáp 4 từ chim sẻ. Và Bi đang muốn tổ chức quay bắt, lượng cung giờ không hề nhiều. Vâng, chỉ là 5 con cung đi lẻ chim sẻ thôi, những pha vé của BB. Có thêm sự có mặt của Gamquit, đang gọi cả Gamquit sang này bắt con tuần này. Vâng, lượng vàng Bi đang tù dần khi bãi vàng đầu đã hết. Bi sẽ phải cắt dần ra và những bãi vàng tiếp theo. Chém nó công 4 sắp 4, nhưng cung giờ chim sẻ cũng đang là cung giờ giáp 4 đến từ Babylon. Vâng, tổ chức quay ba tuần này còn Quýt. Tầm này sẽ cố gắng làm yếu cầu thủ chip boy rồi, tầm này 36 đang ngồi lại cực kỳ mạnh mẽ rồi. Chặt gỗ đã là chặt gỗ 2. Và cắt dần dần ra về nhà khung lại nhà. Vâng, cẩn thận, chip boy đông lạc đạt thế nhỉ. Với bài khoanh ruộng ấm và chip boy vẫn đang phát đặc đà khá gắt, rất gắt đến từ chip boy. Một cái hốc vừa đủ. Vâng, nhưng đây là một tên mà chúng ta công 4 giáp 4, lạc đà của chip boy vẫn đang chỉ là công 2 giáp 2 thôi. Quan trọng đội quân thì rẻ đang nhiều hơn tên này, có lẽ tên này chúng ta sẽ phải gìn giữ và rút lui thôi. Vâng, vừa gìn giữ vừa đấu và vừa rút lui. Vâng, trận này mà chip boy cũng phải lạc đà thì tốt quá. Như đã bảo thời điểm đầu tiên thì mặc dù cho son có những con P tốt, nhưng lạc đà khắc chế hoàn toàn những vị cung giờ và đơn vị ngựa chém của mình. Vâng, lạc đà thậm chí tuần này Quýt đang cảm thấy rất khó thở trước cái quật kích lạc đà này của game thủ chip boy. Đang dập lên trên dốc và khả năng tuần này sẽ điều vào đầu tăng nhài BA tiếp theo. Vâng, Bi thao lại bờ 10. Vâng, báo về thao mình cái chim sẻ khoảng tầm 60 rồi. Than chim sẻ khoảng tầm 60. Vâng, Bi đang phải đứng nhìn chim sẻ đốt nhà lều của mình trong sự tiếc nuôi. Ờ, như vậy quân trận này đánh như vậy là hay rồi. Nói chung quân bây giờ thì khả năng là khó. Và hôm nay thì không ngồi cùng phòng với game thủ, vì vậy thì mình có thể thoải mái bình luận hơn. Vâng, Bi đang muốn đổi nhà một tuần này.
Nhưng cẩn thận khi Shipboy vẫn đang còn những đơn vị P bên ngoài. Vâng, quýt tham lại 3 sau. Vâng, đứng trên dốc. Cẩn thận chim sẻ gì ra. Vâng, 32 trên 68 và tham lại gặp quýt. Vâng, còn Bi đang dồn vào, Bi tham lại 33 đang cố gắng lọt vào giữa không này của Shipboy. Mặc dù đối phương lạc đà nhưng mình đã công 4 giáp 4. Và khả năng cao Shipboy không cùng người chúng rẻ quá đông trong trận này. Và giờ đó có chiếm rẻ cả Babylon. Có lẽ là khó, tham này đã rất đẻ rồi. Và tỷ số là 0-2 trong C3 này. Và một trận đấu hơi đáng tiếc. Một trận đấu bài Gamquit cực kỳ nghiệt ngã. Cái bài Babylon Gamquit rất may gian tranh bãi quả. Cả chiếm rẻ đáng thì mới có thể lên đời và thi đấu. Còn chuẩn ra cái map này là cái map mà Gamquit không thể lên 3. Một cái map rất xấu cho Gamquit. Đã cố hết sức làm tất cả. Vâng, hy sinh cái chút sức bình sinh cuối cùng của mình nhưng vẫn không thể ôm chết chim sẻ nắng.